Thưa quý vị, vào rạng sáng 19 tháng 4, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lasso Hernández. Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn tại sân bay quốc tế José Martín có Phó Chủ tịch Quốc hội Ana María Mari Machado, trưởng ban đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Cuba Emilio Lozada García, chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Cuba Yolanda Ferre Gómez, đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng và các cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng, sinh viên Việt Nam đang học tập làm việc tại Cuba. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của cách mạng Cuba và quan hệ hai nước như kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng bãi biển Girón và tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của cách mạng Cuba, 70 năm cuộc tấn công trại lính Moncada, kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam, tiền thân của Hội hữu nghị Cuba Việt Nam ngày nay, kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel Castro rút lần đầu thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Dự kiến trong chuyến thăm chính thức này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Cuba, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, dự phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa 10, dự lễ kỷ niệm 62 năm chiến thắng bãi biển Girón, tham dự hoạt động chính trị nghệ thuật kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam, tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Cuba, thăm đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Cuba. Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành địa phương và tham dự một số hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục tại nước này.